Đồ đồng Đông Sơn xin được kính chào quý khách. Văn hóa thờ cúng được xem như là một nét đẹp trong đời sống tâm linh, là thước đo lòng thành của người con xứ Việt nói riêng và của người Á Đông nói chung. Các thế hệ trong gia đình của người Việt thì luôn chú trọng đến một bộ đồ thờ, cúng chuẩn lễ nghi và phong thủy. Ngày hôm nay, đồng Đông Sơn xin giới thiệu bộ đồ thờ song long chầu nguyệt và cách bài trí đơn giản nhất, tối giản hóa không gian mà vẫn toát lên vẻ đẹp uy nghiêm và ấm cúng. Trước tiên, về chiếc đỉnh sẽ được đặt ở chính giữa của bàn thờ, lùi về phía sau. Nắp đỉnh sẽ có con nghê, nghê sẽ được đúc liền khối cùng với đỉnh. Tiếp đến là hai tay mây cũng được đúc liền khối cùng với đỉnh quý vị nhé. Phía dưới là ba chân lân cũng được đúc liền cùng với đỉnh. Bộ ngũ sự này có đỉnh sẽ được đúc liền nguyên khối. Phần thân của đỉnh sẽ khắc chạm 5 chữ Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Phía bên dưới là song long chầu nguyệt. Họa tiết song long chầu nguyệt được chế tác vô cùng tỉ mỉ, có chiều sâu mang vẻ đẹp chuẩn mực và uy nghiêm trên thân đỉnh. Với tài hoa chạm trổ tinh xảo của các nghệ nhân làng nghề, từng họa tiết được khắc họa sinh động với thần thái trang nhã, tạo nên vẻ đẹp tinh tế và phú quý cho không gian thờ. Bên cạnh đỉnh là cặp hạc, hạc sẽ chầu hai bên của đỉnh. Hạc đứng trên lưng rùa, hạc ngậm hoa sen đứng trên lưng rùa. Hạc tượng trưng cho trời và rùa tượng trưng cho đất. Đất trời hòa hợp, vạn vật sinh sôi nảy nở. Quý vị có thể nhìn thấy từng chi tiết của hạc như là cặp mắt rất là có hồn, từng chiếc lông được gảy từng sợi, mang lại cái vẻ đẹp rất là tỉ mỉ, sắc sảo vô cùng của các nghệ nhân lành nghề lâu năm. Tiếp đến ở hai bên cạnh sẽ là hai chân nến. Hai chân nến sẽ tượng trưng cho âm dương, nhật nguyệt. Và quý vị có thể nhìn thấy từng chi tiết rồng phượng được khắc chạm từng chi tiết một, vô cùng sắc nét của các nghệ nhân lành nghề lâu năm. Và đây là phía chân nến. Đây là chân nến đây ạ. Ba bát hương sẽ được đặt chính giữa của không gian thờ. Từng bát hương sẽ biểu hiện của thần, sẽ là tượng trưng cho thần linh và bà cô, ông mãnh và tổ tiên của gia chủ. Phía bên trước sẽ là, phía trước mặt sẽ là bộ ngai năm chén tượng trưng cho phúc, lộc, thọ, hỷ, tài. Sở hữu bề dày 50 năm kinh nghiệm cùng với giải thưởng tại nhiều cuộc thi festival về đúc đồng trên khắp cả nước, đồng Đông Sơn luôn mong muốn đem tới cho quý khách hàng trải nghiệm khác biệt. Vì các sản phẩm thờ cúng của chúng tôi được tận tâm chế tác bởi những nghệ nhân tạo hình và trang trí tài hoa, giàu kinh nghiệm, để mang tới tay quý khách hàng những sản phẩm với mẫu mã đẹp, sang trọng và tôn nghiêm cùng với chất lượng đúc đồng nguyên khối. Quý khách quan tâm có thể gọi đến số hotline là 0963 378 563 để nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết về sản phẩm. Xin kính chào và hẹn gặp lại!